sót, địa tạng chim sót sáng nghi, võ thù thuật, thị phạm định hành pháp sư. Thank you.
Nhưng sáu thì có người có tướng tinh, tất cả mười phương pháp tánh tịnh cùng chân pháp tánh. Trạng pháp hư không hiện hiện được rồi, những con cũng dường. Nhưng sáu thì có người có tướng tinh, tất cả mười phương pháp tánh tịnh cùng chân pháp tánh. Trạng pháp hư không hiện hiện được rồi, những con cũng dường. Nhưng sáu thì có người có tướng tinh, tất cả mười phương pháp tánh tịnh cùng chân pháp tánh. Trạng pháp hư không hiện hiện được rồi, những con cũng dường. Nghiêm tịnh tiếng Bồ Tát, biến kiếp Bồ Tát cùng quá tham Bồ Tát mười phương tất cả thiện tánh không sợ từ bi vô lai công tạo tương sắc cùng hội chứng minh hạnh phúc của con. Nghiêm tịnh tiếng Bồ Tát, biến kiếp Bồ Tát cùng quá tham Bồ Tát mười phương tất cả thiện tánh không sợ từ bi vô lai công tạo tương sắc cùng hội chứng minh hạnh phúc của con. Nghiêm tịnh tiếng Bồ Tát, biến kiếp Bồ Tát cùng quá tham Bồ Tát mười phương tất cả thiện tánh không sợ từ bi vô lai công tạo tương sắc cùng hội chứng minh hạnh phúc của con. Việc tạo Bồ Tát mới ra tác và cứ thế là bậc giải nhất tại tuyến tiện luôn dùng lời nhẹ nhàng của nhân cái nhiệt được có chính là tế trưởng lòng sinh nghĩa sắc thái được từ đại bi cũng rồi bổn nguyện con đã phóng minh rồi đã sở nguyện cho con. Việc tạo Bồ Tát mới ra tác và bậc cứ thế là bậc giải nhất tại tuyến tiện luôn dùng lời nhẹ nhàng của nhân cái nhiệt được có chính là tế trưởng lòng sinh nghĩa sắc thái được từ đại bi cũng rồi bổn nguyện con đã phóng minh rồi đã sở nguyện cho con. Việc tạo Bồ Tát mới ra tác và bậc cứ thế là bậc giải nhất tại tuyến tiện luôn dùng lời nhẹ nhàng của nhân cái nhiệt được có chính là tế trưởng lòng sinh nghĩa sắc thái được từ đại bi cũng rồi bổn nguyện con đã phóng minh rồi đã sở nguyện cho con. Hộ pháp thiên long giải lâm trên thể tịnh thuận là tính của con giữ vững đạo tròn nguyên pháp quá chứa thì hiện cái thường khi sơ tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp thiên long giải lâm trên thể tịnh thuận là tính của con giữ vững đạo tròn nguyên pháp quá chứa thì hiện cái thường khi sơ tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp thiên long giải lâm trên thể tịnh thuận là tính của con giữ vững đạo tròn nguyên pháp quá chứa thì hiện cái thường khi sơ tu của con tự tại thành tựu. Con nghe trong biển chánh biến tri ân đức chân thật vô biên độ thoát pháp của tình tâm môn thị kính lễ thường tu vô lượng kiếp ngay được lễ thế tôn nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cũng dường nhất tâm đại lễ quá khứ tùy bà thiên phật. Nhất tâm đại lễ thi khí phật. Nhất tâm đại lễ tùy xá phù phật. Nhất tâm đại lễ cao lưu tôn Phật. Nhất tâm đại lễ cao na hồn mau ni Phật. Nhất tâm đại lễ ca diếp Phật. Nhất tâm đại lễ bổn sư Thích Ca Mau Ni Phật. Nhất tâm đại lễ Phổ Quang Phật. Nhất tâm đại lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm đại lễ Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm đại lễ Đa Ma La Bọt Kim Đàn Hư Phật. Nhất tâm đại lễ Kim Đàn Quang Phật. Nhất tâm đại lễ Ma Ni Tràng Phật. Nhất tâm đại lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nhất tâm đại lễ Nhất Thiết Thế Nhân Nhạo Kiến Thượng Đệ Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đại lễ Ma Ni Tràng Đen Quân Phật. Nhất tâm đại lễ Hệ Cự Hiếu Phật. Nhất tâm đại lễ Hỡi Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm đại lễ Kim Cang La Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đại lễ Đỡ Cường Tinh Tán Dẫn Mãnh Phật. Nhất tâm đại lễ Đỡ Bi Quang Phật. Nhất tâm đại lễ Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm đại lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm đại lễ Kim Đàn Khóc Trang Nghiêm Thán Phật. Nhất tâm đại lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm đại lễ Thiện Ý Phật. Nhất tâm đại lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm lễ Bảo Kế Chiếu Không Tự Tệ Lực Vương Phật. Nhất tâm lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
năm lễ Phổ Hiền xét thăng quan phạm. Chúng ta năm lễ bắt động trí quan phạm. Chúng ta năm lễ hoàng phục chúng hoa vương phạm. Chúng ta năm lễ quang minh phạm. Chúng ta năm lễ trí hệ kháng phạm. Chúng ta năm lễ di lạc tiên quang phạm. Chúng ta năm lễ thiện tịch nguyệt âm diệu tông trí vương phạm. Chúng ta năm lễ thế tịnh quang phạm. Chúng ta năm lễ nam chủng thượng tông vương phạm. Chúng ta năm lễ nhật nguyệt quang phạm. Chúng ta năm lễ nhật nguyệt trang quang phạm. Chúng ta năm lễ hệ tròn tháng vương phạm. Chúng ta năm lễ sư tử thấm tự tệ lực vương phạm. Chúng ta năm lễ diệu âm tháng phạm. Chúng ta năm lễ thường quang tròn phạm. Chúng ta lễ quang thế đen phạm. Chúng ta lễ hệ oai đen vương phạm. Chúng ta lễ pháp thắng vương phạm. Chúng ta lễ tu di quang phạm. Chúng ta lễ tu hoa ra ho quang phạm. Chúng ta lễ U đàn bác lo hoa thù thắng vương phạm. Chúng ta lễ đợi hệ lực vương phạm. Chúng ta lễ A sốc tỳ hoan hỷ vương phạm. Chúng ta lễ vô lượng âm thanh vương phạm. Chúng ta lễ tờ vương phạm. Chúng ta lễ kim hỡ quang phạm. Chúng ta lễ sơn hỡ hệ tự tựa thông vương phạm. Chúng ta lễ đỡ thông quang phạm. Chúng ta lễ nhắc thiết pháp trần mẫu vương phạm. Chúng ta lễ đông thương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sắc là tự tưởng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Như tâm lễ đăng lương phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Như tâm lễ đăng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Như tâm lễ đăng lương phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Như tâm lễ tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Năm lễ tai bát phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Như tâm lễ bát phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Năm lễ đông bát phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Năm lễ hỏi phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Năm lễ thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sao là hình tượng của đồ như tốt nhất thiết Phật sự. Năm lễ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Năm lễ thập phương nhất thiết pháp tạng, thập phương nhất thiết pháp tạng, thập phương nhất thiết pháp tạng. Chúng ta lễ kim sắc thì ốc nghiệp pháp thân chi diệt pháp tạng. Chúng ta lễ thập phương nhất thiết hiện thánh, thập phương nhất thiết hiện thánh, thập phương nhất thiết hiện thánh. Chúng ta lễ tiên tịnh tiến bồ tát quán thân tâm. Chúng ta lễ biến nhất bồ tát quán thân bồ tát quán thân tâm. Chúng ta lễ địa tạng bồ tát quán thân tâm.
Chúng ta mới lấy địa tạng Bồ Tát ha. Chúng ta mới lấy địa tạng Bồ Tát ha. Con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nạn của quán nghiệp sáu thế lực chế lệ, nên không thấy được chư Phật không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử. Cũng các sanh tử không biết giáo lý vi diệu, mặc dù nay là biết những cái con cùng chúng sanh đều bị tội nạn. Lần chuyển lại dạy đến con lớn trước một cách địa tạng. Mười phương chư Phật rộng lượng tất cả chúng sanh như một sớm hơi, như nguyện cho một kiến các con và chúng sanh tạo đến liên nghiệp. Đạo vì tất cả chúng sanh có các giới nguyện đoạn trừ hóa dưỡng quy mọi sớm hơi. Con cùng chúng sanh từ vô thị đến nay do thâm ở kiểm chấp một trong là suy tính ngõ nhân, hai người lại thêm mở sáng. Con không phải chú thị chỉ có việc tiền của người, con chỉ chỉ có bao nghiệp đã có nhiều tội chứng. Nay việc thì không động như áp tâm đất trần, sáng ngày đêm liên tục không hề giảm đoạn. Đại thế giới đổi lần con muốn người biết, tám không sợ quả báo trong ác đạo, yến không phải chút của thạc, người không được hồi nhân quả. Vì thế ngày nay, tiếng sau như quả, hai sinh làm hội tạng, quá sinh tâm kiếp sợ ốc đạo, bỏ pháp lợi sống hấu đến đa đoạn tâm tương tục, ta bắt tâm bồ đề đạo ốc tu thiền, bấy. Tinh cần sao tăng quan nghiệp sự đổi tổng này trong quá khứ, tâm thì bị phần đại được chủ tiền nhỏ. Chính, niệm mười phương như Phật coi đẹp có việc có thể vui vật cho tâm cùng tất cả chúng sanh tử trong những sinh tử của hạnh nhân bệnh của tâm đất. Mười tử vô thể đến ngay không biết tánh của Phật pháp có không tịch, nhưng tạo qua nhiều đạo ốc. Nay biết không tịch, con vì chúng sinh vào đạo bồ đề, cảm xúc có điều thiện và tất cả điều ốc, như nguyện hay thải. Tâm bảo địa tạng của ta từ vi nhiếp thọ nghe con sớm hối. Con đệ tử đức duy trí tâm sớm hối, không phải chấm sinh tự tánh thanh tịnh nhập thọ cảnh giới đẳng thể chứng Phật, nhưng do vô minh si ổn không tập nhân duyên nơi hiện ra cảnh giới hư vọng, khiến cho con sanh thông trước chấp trước có ta bỏ của con không phải có óc không sao thêm bao nghiệp tạo nhiều tội chướng thập óc ngũ nguyện trọng năng nhân giả chướng thể chúng định chứng chi giữ phẩm giảm lý luân hậu quả ai lại cũng có người ra. Giả như môn tư hành những quả nhiều nguyên chuyển hàng gặp ngầm hoa, quả nhiều hàng gặp tờ kiến không được tự nhiên tiến thanh tâm thành. Nay gặp địa tạng Bồ Tát mơ hay tập theo nơi lợi ấn ủi, phải đáng nghe đem nghe hàng Bồ Tát ông la trong tâm con cầu ai sống hối. Di nguyện thật tư chi đại tự tâm dẫn kiến hộ niệm nơi con sống hối không tạo được nữa. Nguyện con thùng tắc và chúng sanh như cái dịch trừ. Từ vô lượng kiếp đến nay thập ớt tư trọng của người đi đã bị bắn tâm bảo tự nhau sĩ địa tập tánh giới đại vốn là không tịch. Nhưng từ hư vạn tịnh tâm thiên đạo, sẽ thật sự có định huống chi là chứng đắc. Nguyện tất cả chúng sanh bao giờ đạt được bổn tâm vĩnh viễn diệt trừ tạo căn. Con đệ tử đức tiên chỉ thân tuyên thỉnh nguyện hai thải bồ tát trong mười phương đây chứ thành chánh giác nguyện mới thành chánh giác đây là thành chánh giác nguyện thường trú tại thế chuyển cánh pháp cũng không nhập niết bàn. Con đệ tử đức tiên chỉ tâm tùy hỷ nguyện con và tất cả chúng sanh sợ bỏ được các tịnh tiến tâm tu kỹ đối với tất cả công đức tu hạ và sự thành tựu của pháp quả nước trong qua đời thải đều tùy hỷ. Con đệ tử đức tiên chỉ tâm hồi hướng nguyện đến tất cả công đức mà con thân được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng một hướng tiến trí phật tiến thành niết bàn. Con đệ tử đức tiên chỉ tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo địa tạng từ tâm thương xót của trị của bậc chánh thế thiên thế giới này tiêu trừ thiên tê động loạn chánh pháp lưu thông các quả đều sanh tịnh tiếng không gặp pháp chứng ngựa biển biển luận trừ mới đạo và tạo trí tờ kiến. Con quả chúng sanh mới chẳng diệt trừ trọng tạo hiện được sai liền sở biết của hào cuộc sống sung tốt tâm tổng biết thế rất rõ thanh tịnh hơi là quân đạo ứng niệm hiện tiền tam hội tổng trị thần thông phương tiện tứ nhiếp lực độ tất cả đều viên thành liễu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới quả thân khỏi thế giới này sanh tịnh phật tiền đối diện với đời thắng cảnh chư phật được phật từ bi trở lại trạng lát vô độ quần quy đồng quy mặc tạo tự quy phật xuất nguyện chúng sanh trẻ theo đệ đạo pháp hàng vô thượng tự quy phát xin nguyện chúng sanh cao cả tinh tập trí hệ như biển tự quy ta xin nguyện chúng sanh tâm lý để chúng hết thảy vô ngợi hà non thành đúng Sammo di soha.